khi chàng trai Ấn Độ ăn đùi gà Trung Quốc. Xin chào mọi người ơi, giờ đây đang ở Trung Quốc, chỗ tên là Yong Đinh Giang Di Già Dê, không biết tiếng nói đi nào. Và hôm nay Johnny ăn ở đây đùi gà, để xem có ngon hay không. Johnny ăn đùi ở Việt Nam thì rồi, ngon, nhưng xem đùi của Trung Quốc ngon hay không. Ngon, hơi cay một tí, nhưng Johnny thích cay. Ngon đấy mọi người, ngon đấy. Ngon chưa? Muốn ăn không? Nếu muốn ăn thì follow Johnny. Ok chưa? Chưa, Johnny ăn chân gà thì không ngon. Hôm nay ăn đùi gà 8 điểm. Không nghề điểm như về nào. Tuyệt vời. Wow. Đấy, view này đẹp chưa? Trung Quốc cũng đẹp đấy. Chỗ này đẹp đấy. Nhưng Johnny muốn xem tuyết. Tuyết hết rồi. Ăn đùi gà thôi. Bye bye nha, hẹn gặp lại nha. Cảm ơn mọi người.